Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok, thì anh em ơi, hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video mini world mới cho bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Mình đã gần đạt được 900k subscribe đó, chỉ cần 100k subscribe thôi chúng ta sẽ đạt được 1 triệu subscribe anh em. Anh em nhớ gọi là nhấn nút subscribe đăng ký họ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thôi nào mấy bạn ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là bắt cua kể chuyện nha anh em. Thì mình mới vừa tải một con map này về nè anh em ơi. Thì con map này thì nó khá là đơn giản thôi, để mình có thể tập trung bắt cua hơn đó. Để tránh gọi là gặp mấy con map khó quá thì mình lo mình tập trung mình bắt cua, chứ mình không có thể nào mình kể chuyện được cho mấy bạn nghe đâu. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kể chuyện nha. Thì cái chuyện mà mình sẽ kể cho bạn nghe hôm nay và mình sẽ tâm sự cho bạn nghe hôm nay, nó liên quan đến một cái câu chuyện đã khá là lâu rồi, cách đây có lẽ là được 1-2 tháng rồi bạn ơi. Thì cái vấn đề mà mình sắp nói đây chính là cái vấn đề gọi là mình và mèo Simmy bị hack nick gọi là mini world bạn ạ. Đó, cái nick game mini world của mình và mèo Simmy đã bị một cái bạn fan hoặc là hai bạn fan gì đó mình không biết nữa hack nick của bọn mình. Đó thì mình sẽ nói về cái vấn đề đó nha. Thì có rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, cảm giác của anh như thế nào khi mà anh bị một cái bạn nào đó hack nick của anh. Thì mình nói thật luôn á, là cảm giác hả, là mình luôn luôn cảm thấy lo sợ bạn ạ. Tại sao mình lại nói là mình cảm thấy lo sợ? Cái bạn này bạn đó đâu có hề gọi là giết mình, cũng đâu có hề gọi là làm cái gì mình đâu mà mình phải sợ đúng không? Thì thật ra cái mà mình lo sợ ở đây các bạn biết là gì không? Đó chính là gọi là khi mà mình sử dụng một cái nick mini world á, và khi mà chúng ta nạp xu vào anh em. Mấy bạn biết là chơi mini world á, để có thật là nhiều skin thì chúng ta cần phải nạp xu vào đúng không? Mà đối với những youtuber như bọn mình á, thì cái việc nạp xu vào để mua skin á là chắc chắn là cần thiết rồi. Bởi vì á, là bọn mình gọi là muốn quay video hay cho bạn xem thì mình phải nạp thật là nhiều tiền luôn bạn ơi. Nạp thật là nhiều tiền vào thì chúng ta mới gọi là có thể có được gọi là xu để chúng ta mua skin nè, để mình có thể quay clip cho bạn xem. Đó, thật sự là một cái clip á, nhiều khi các bạn thấy bọn mình có những cái skin mới, chẳng hạn như là cái bộ quần áo mình đang mặc nè. Đó, đây chính là cái bộ quần áo cá mập. Ngày xưa mình đâu có mặc cái bộ này đâu. Ngày xưa là mình mặc một cái quần ngắn với lại một cái áo màu xanh dương. Chứ còn bây giờ thì mình lại mặc một cái bộ đồ hình con cá mập mấy bạn ơi. À không, con này là màu xanh, là con cá heo mới đúng. Đó, thì cái bộ đồ này nè, để có thể mua được và quay clip cho bạn xem thì mình phải nạp vô rất là nhiều tiền luôn. Đó, và khi mà mình nạp tiền như vậy á, thì cái nick này nè, đã có một cái bạn hack của mình, bạn ấy hack nick của mình, cho nên là mình gọi là mỗi lần mình nạp tiền vô ha, là bạn ấy tiêu hết sạch xu của mình luôn. Mấy bạn biết không, ngày xưa á, xu của mình á, mình nạp vô đến tận gọi là 4.000 xu lẫn nha, 4.000 xu luôn nha các bạn. Đó, mà bạn ấy hack nick của mình á, sau đó bạn sử dụng nick của mình. Cái bạn đó mình không biết là bạn đó là anti fan hay bạn ấy là fan nữa, mình không biết. Nhưng mà bạn ấy gọi là sử dụng xu của mình, rồi bạn ấy tiêu sạch hết 4.000 xu của mình luôn. Hiện tại bây giờ là xu của mình chỉ còn lại được có gọi là 14 xu thì phải, 14 hay là 15 xu gì đó mình không nhớ nữa, nhưng mà bạn ấy tiêu sạch xu của mình luôn các bạn ơi. Còn mèo Simmy các bạn, mèo Simmy thì gọi là sao ta, gọi là bị hack kinh khủng hơn mình nhiều. Đó chính là mèo Simmy các bạn. Bạn ấy gọi là có được xu nè, hơn gọi là hơn 4.000 xu, với lại là hơn 4.000 đậu luôn. Mấy bạn biết cái đậu mini ở trong mini world mà đúng không? Đó thì cái đậu á rất là khó kiếm luôn. Nhưng mà cái bạn fan đó, hoặc là bạn anti fan mình không biết nữa, không biết là fan hay là anti fan, nói chung là cái bạn đó, các bạn hack nick của bọn mình á, các bạn hacker á, bạn ấy đã tiêu sạch luôn cả xu của Simmy luôn, và tiêu sạch luôn cả đậu của Simmy luôn. Mặc dù là Simmy đã tiết kiệm cái đậu á rất là lâu rồi, cái đậu á Simmy không hề dám xài luôn bạn ơi, bởi vì Simmy muốn chừa cái đậu á lại để mở khóa những con thú cưỡi á. Nhưng mà cái bạn fan kia lại sử dụng đậu rất là hoang phí. Bạn ấy đã sử dụng đậu đó, bạn ấy đi gọi là đi phá hết các bạn ạ. Phá hết 4.000 đậu luôn. Rồi sau đó là gọi là xu thì cũng bị Simmy cũng bị phá mất hết xu luôn các bạn ơi. Cho nên là cái việc gọi là bị người khác gọi là hack nick á, đối với những youtuber bọn mình á, rất là đáng sợ luôn, thực sự luôn á, cực kỳ đáng sợ. Bởi vì gọi là bọn mình nạp rất là nhiều tiền luôn, bọn mình làm youtuber mà, cho nên là cái nhu cầu gọi là nạp tiền vào trong game á của bọn mình rất là nhiều, cho nên là mình phải gọi là nạp rất là nhiều tiền các bạn ơi. Mà nạp nhiều như vậy á thì tất nhiên gọi là khi mà có người biết nick của chúng ta thì cái người đó sẽ sử dụng xu chúng ta rất là hoang phí. Mấy bạn biết không,
mình đã để dành rất là nhiều tiền, mình đã để dành cực kỳ nhiều tiền luôn để mình có tiền mình nạp xu vào để mình quay clip cho bạn xem. Nhưng cuối cùng thì sao? Mình vừa nạp vô, bạn ấy gọi là sử dụng xu của mình để bạn ấy tiêu sạch, bạn ấy mua skin hết luôn. Và chưa kể đến cái việc gọi là mua skin nha các bạn. Không những là mua skin không đâu, bạn ấy còn đổi luôn cả tên của mình luôn các bạn ơi. Mấy bạn biết không, tên của mình ở trong Mini World á, thì cái tên của mình tên là Phong Cận TV đúng không? Thì các bạn ấy lại gọi là sao ta, lại là không để như vậy mà bạn ấy đổi luôn cả cái tên của mình luôn. Đó, bạn ấy đổi cái tên bạn ấy thành cái gì mà Miu Miu gì đó mình không nhớ nữa. Nói chung là bây giờ mình cũng đổi lại cái tên của mình rồi. Mình để dành tiền mình nạp xu cho mình đổi lại cái tên Phong Cận TV rồi, cho nên bây giờ nick của mình đã có tên lại là Phong Cận TV rồi. Chứ ngày xưa á ha, lúc mà bạn ấy gọi là hack nick của mình á, là bạn ấy gọi là hack xong mà bạn ấy đổi tên luôn, làm cho mình gọi là sao ta, mình mỗi lần mình vô mình quay video á, là cái thành viên trong Hero Team không thể nào mà mời mình vô để quay video được luôn. Bởi vì tên của mình đã bị đổi rồi. Rất là buồn luôn các bạn ơi. Đã sử dụng nick của mình rồi. Thà rằng nha, các bạn này nè, bạn đó hack nick của mình, mà bạn ấy sử dụng nick của mình để bạn ấy đổi skin, bạn ấy chơi thôi, thì mình không nói, mình còn thương tình. Mình thương tình bởi vì bạn ấy không có skin thì bạn ấy mới sử dụng nick của mình để bạn ấy chơi, thì mình còn cho được. Còn đằng này bạn ấy còn sử dụng nick của mình để bạn ấy đổi luôn cả tên luôn các bạn ơi. Tên đang là Phong Cận TV, bạn ấy đổi thành tên khác luôn, giống y hệt như là cái nick này chính là tài sản của bạn đó vậy đó. Đó, thật sự luôn á. Thì mình nói thiệt luôn nha, nếu như mà mình mà gọi là, chẳng qua là mình gọi là mình không muốn làm căng lên thôi, chứ mình mà muốn làm căng lên đó bạn, thì mình sẽ nhờ đến công an luôn bạn ơi. Mấy bạn biết sao không? Bởi vì là cái số lượng gọi là xu mà bạn ấy tiêu của mình á, mình nói thật với các bạn luôn là cái số lượng xu mà bạn ấy tiêu của mình đã gọi là tính ra, nếu mà tính ra thành tiền á bạn, thì đã hơn 2 triệu các bạn ơi. Mà bình thường nha, bất cứ gọi là một cái vụ trường hợp nào mà cái người kia chiếm đoạt tài sản của bạn quá 2 triệu thôi là công an cũng có thể gọi là vào cuộc luôn bạn. Nếu mà nhẹ nhất á thì sẽ bị phạt thôi, còn nếu mà gọi là nặng hơn nữa ha, thì mình nói thật luôn á, nếu mà còn nhiều tiền hơn nữa thì có thể là bị ở tù luôn các bạn. Mình không nói quá đâu. Cái việc mà chỉ là chiếm đoạt tài sản của người khác á, cái tài sản của người khác các bạn, mà cái người xấu người ta đi chiếm đoạt cái tài sản của người khác, thì thế nào cũng sẽ bị gọi là công an trừng phạt cho mà xem. Mình nói thật luôn á, mà một khi phạt là phạt cực kỳ nặng luôn, tại vì chiếm đoạt tài sản là một cái tội không hề nhẹ các bạn ạ. Mình nói thiệt đó. Bởi vậy cho nên á, là đôi lúc á, mình gọi là mình không muốn làm lớn chuyện thôi, bởi vì mình nghĩ rằng các bạn hack nick của mình chắc bạn ấy cũng là một cái người còn nhỏ. Bởi vì là thường gọi là rất là nhiều bạn gọi là trẻ con á bạn, thường gọi là game Mini World nè, thì đa phần gọi là ít có bạn nào mà trên 18 tuổi giống như mình với lại cái thành viên của Hero Team lắm. Bình thường thì toàn là mấy các bạn cỡ như ta, cỡ 2K1 đến gọi là 2K6, 2K7, 2K8 á. Đó, thường là mấy các bạn đó là mới có học lớp 1, lớp 2 à. Đó, bởi vậy cho nên là mình không muốn làm lớn chuyện lên, không thôi là tội cho bạn ấy. Nhưng mà thật sự thì gọi là cái việc gọi là mình khó chịu bởi vì bạn ấy gọi là hack nick của mình xong bạn ấy đổi tên á, thì lúc nào mình cũng gọi là cảm thấy khó chịu cả. Bởi vì là mình phải tốn thêm một rất là nhiều tiền nữa để mình có thể đổi lại cái tên Phong Cận TV của mình. Thật là sự là rất là bực bội luôn đó. Bởi vậy cho nên á, những các bạn nào mà gọi là đang gọi là sử dụng nick Mini World á, mà mấy bạn nạp tiền nhiều á, thì mấy bạn nên sử dụng cẩn thận nha. Mấy bạn nên cài thêm Gmail nè, nên gọi là cài thêm bảo mật đồ vô cho nó an toàn nha các bạn đó. Thì nói chung là bị hack nick thì ai mà không khó chịu đúng không các bạn? Có nhiều bạn hỏi mình là anh bị hack nick anh có thấy khó chịu không? Mình nói thiệt luôn, thử làm tưởng tượng mấy bạn bị hack nick coi mấy bạn có thấy khó chịu không, chứ mình là mình khó chịu vãi nồi luôn. Ok, thì đơn giản vậy thôi, mình chỉ gọi là tâm sự với các bạn gọi là cái việc mình bị hack nick thôi. Thì thật sự là mình cũng rất là buồn hôm đó, mình nói thiệt các bạn luôn. Simmy gọi là muốn khóc luôn các bạn. Mình nói thiệt, hôm đó ngồi ấy ha, anh Dịch và mình với lại Simmy ngồi nói chuyện với nhau, mà Simmy hôm đó Simmy muốn khóc luôn các bạn, bởi vì là bị tiêu quá nhiều gọi là tiền luôn, nạp vào trong đó để mua skin, vậy mà các bạn kia bạn ấy tiêu sạch luôn, kể cả đậu cũng không tha luôn đó. Mà hình như là cái bạn mà hack nick của mình với bạn hack nick của Simmy là hai bạn khác nhau các bạn ơi. Bởi vì là cái bạn mà hack nick của mình á, bây giờ bạn ấy đã không còn sử dụng nick của mình nữa, thì mình cũng cảm giác gọi là an toàn hơn tí rồi. Thì cũng mong là bạn này sẽ không gọi là vào nick của mình thêm một lần nào nữa, bởi vì đây chính là một cái nick game cá nhân của mình, và mình không muốn bất cứ ai gọi là ngoài mình ra, hoặc là ngoài mọi người trong team của mình ra vào trong nick của mình. Mình nói thiệt luôn á, không thôi là mình sẽ thấy cực kỳ là khó chịu luôn. Sao cái đoạn này khó qua quá ta, nhảy từ nãy giờ chưa qua được bạn ơi. Ôi, mình phải tập trung mình nhảy qua mới được. Mình nhảy qua xong mình kể tiếp nha. Trời, lại té nữa rồi. Ok rồi thôi, mình chơi cách khác đi. Mình sẽ triệu hồi con voi ra. Ê, ủa mình triệu hồi con voi sao mình đi xuyên tường mình ra ngoài đây luôn rồi.
Ủa kỳ vậy. Ủa rồi sao mình vô trong được? Vãi nồi, để có con gì nhảy cao hơn không? Con mèo hả? Con mèo có nhảy cao được không? Hey! Ôi không tới bạn ơi, con mèo cũng nhảy không tới luôn. Cái tường này cao quá à. Rồi xong không qua được luôn rồi. Còn con khác không? Con ngựa hả? Con ngựa cái chân nó dài nè. Coi nó có nhảy qua bức tường này được không? Ôi gần qua à, chứ không qua được. Ấy. Chà. Rồi xong, qua không được luôn các bạn ơi. Ok, rồi xong luôn rồi, xong luôn rồi. Mình nghĩ rằng là bây giờ mình đã bị lọt ra ngoài cái map luôn các bạn ơi. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Ok, thật sự mình muốn gọi là bắt cua kể chuyện tiếp lắm. Nhưng mà bây giờ mình bị gọi là lọt ra ngoài luôn rồi. Không thể nào mà kể chuyện tiếp được nữa. Ok anh em. Thì hôm nay mình đã giải đáp một cái thắc mắc của anh em. Chính là khi mà mình bị hack nick game á, mình có cảm giác khó chịu hay không. Thật sự các bạn luôn á, ai bị hack nick mà không cảm thấy khó chịu bao giờ đâu. Đó, thật sự là mình cảm giác rất là khó chịu luôn. Cho nên là mình mong rằng là các bạn hack nick của mình sẽ không gọi là sử dụng nick của mình nữa. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Và anh em cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Và các bạn có những câu hỏi nào mà muốn hỏi mình trong những bắt cua kể chuyện tiếp theo thì bạn nhớ hỏi mình nha. Ok. À khoan ta, hình như là mình thấy có cái ghế nè. Từ từ mình chui cái ghế mình ngồi được không? Khoan từ, mình chui cái ghế mình ngồi được không? Để mình đi vào trong. Hey. 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 Ờ, mình lùng quá bạn ơi. Mình lùng quá, mình lên không tới. Ok, bye bye. Và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.